Hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2020. Chùa Hội Hoa Đức cùng chính quyền địa phương trao cho 8 hoàn cảnh dưới đây. Một là em Huỳnh Thanh Thư do chị gái ẩn danh Phương Sa tài trợ 200 tiền mặt lần thứ 21. Và em Lê Hoàng Phi Long do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ 1 triệu đồng tiền mặt lần thứ 21. Và em Nguyễn Thị Thanh Phương do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ tiền mặt là lần thứ 21. Và em Trần Nhật Uyên Chi do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ 500 tiền mặt lần thứ 21. Và em Trương Thanh Trúc do chị gái ẩn danh Sài Gòn tài trợ 500 tiền mặt lần thứ 21. Và em Lưu Lê Tiết Nhung do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ 200 tiền mặt lần thứ 21. Và cô Nguyễn Thị Thơm do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ tiền mặt là 1 triệu lần thứ 22. Và anh Nguyễn Đình Nhật Linh do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ 1.600.000 đồng lần thứ 19. Thì, cô cũng xin đại diện cho 8 hoàn cảnh cảm ơn hai nhà tài trợ đã hỗ trợ cho 8 hoàn cảnh trên. Và chúc hai nhà tài trợ luôn luôn sức khỏe dồi dào, an lạc, hạnh phúc. Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ chính quyền địa phương xin cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ các nhà con đánh khó khăn, xin chúc các nhà tài trợ năm mới an khang. Cảm ơn của ông nhân Phương Sa đã tài trợ cho con mọi thứ, cảm ơn cũng chúc cô luôn mạnh khỏe. Cô à, con cảm ơn cô đã giúp cho gia đình con khá một triệu. Con cảm ơn cô ở nhất ở Sài Gòn đã giúp cho con một tháng 500, chúc cô sức khỏe. Em nhận thế cho Uyên Chi do là có công việc bận nên là không có tới được. Sau khi nhận sẽ trao lại cho Uyên Chi số tiền trên. Cảm ơn chị đã hỗ trợ. Con cảm ơn cô ở trong Sài Gòn này có trợ cho nhà con một tháng 500 nha. Con cũng có sức khỏe. Cảm ơn cô ở nhà ở Sài Gòn đã cho con một tháng 200 nha. Con chúc cô vui vẻ sức khỏe. Cảm ơn cô hai cô ở Sài Gòn đã trợ cho hai cô thơm một tháng được 1 triệu đồng. Cô cũng cảm ơn cô những gì, chúc cô nhiều sức khỏe. Cô ở trên ở Sài Gòn để ai trợ nhé. Rồi cháu trong con thì thẳng cảm cô ông cô. Rồi giờ chúc khỏe.